Dạ. Cho mà cà ăn với mà lại cà nhặt chết đấy mà. ui ai ơi, được cái cà không đuối nó lắm. Lấy lắm mật quá. Rồi hết mật ngọt quá, ngọt kéo. Mọi người đang quay trở lại với TV. Hôm nay anh em mình có một món ăn cực kỳ đặc biệt, không nếu mà nói không sai thì nó là món quà tặng từ thiên nhiên đấy, nhất Việt Nam luôn. Nhưng mà trên tay mình đang cầm đây là bánh mì nha mọi người nha. Cái này thì rất là phổ thông rồi, cái thứ đặc biệt là nó đang ở trong đống của voi đấy kìa. Mọi người có biết đến ong mật chưa? Ong mật ấy, nó còn có một cái loại nhỏ nhỏ nữa là ong ruồi ấy, cái con mẹ nó như như con ruồi ấy. Đấy, nó bằng này. Một tổ nó đang ở trong ruộng của voi kia. Thế nên hôm nay anh em mình sẽ quyết định ăn bánh mì chấm mật ong thiên nhiên luôn. Đấy, tí tao pha cho mày vào bát nhá. Ok. Tí tao pha. Em sợ gì mày cái con ruồi đấy. Tí tao pha cho mày nước đường chanh mật ong thiên nhiên cực kỳ ngon. Vào cắt cái tổ nó mang ra thì mày cắt cái cành đấy nhá. Đây, đây. Tao bật sẽ bật cái máy quay lên. Rồi, ok đấy. Nào. Có cầm thôi em cái. Ừ đấy. Nhớ đâu nó rớt rớt một tí. Anh nhá, để tao lấy kéo thôi. Đấy, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem ong mà giống ruồi mà nó cũng uy lực như ruồi không nhé mọi người nhé. Kéo này. Khủng tiêu thêm hai cái này phòng bị. Mình sẽ đợi bao đệ ở đây nhá. Đấy. Ở đâu anh? Cứ đi thẳng vào đây tí nữa anh camera chỉ đường cho. Mọi người theo dõi bao đệ thể hiện tài bắt ong ruồi đẳng cấp thế nào nhá. Đấy, vào đây. Đấy, đi thẳng bên phải nhá. Bên phải à? Đâu, nghe bên này à? Bên này à? Ui, trong này đúng là thiên đường dẫn lối. bên đấy cây viêm bên này đấy chỗ ăn đây bên này. Ui cha to này á, xem ăn các bạn nhìn thấy gì không, kinh khủng không? Ui dồi ui cháu ơi, đây xem ăn nó to đấy nhỉ. Ông ruồi mọi khi cháu giữ nhìn cháu nhìn nó bé đấy, cái tổ này to đấy. Ây da, mình dọn trên xung quanh này ra để quay cho rõ mà. Ong này nó lành thôi, nó như con ruồi ấy mà. Mình sợ gì ba cái con ruồi này. Mình sợ đâu. Các bạn cắn tớ đi. Nào. Ê. Không biết cái con chú này đâu nhỉ. Cắt cái này á. Ui, dùng ghê chỗ này. Kẽ tay rồi mà cắn chết. Ok. Em mau đệ mà em sợ ông ruồi à. Ui. Mình thổi đấy, vừa thổi đấy nó rung. Ong mật thì thường có ba loại mọi người ạ. Một là con ong mật bình thường nhé, mọi người biết rồi nhé, đấy gọi là ong trung bình. Còn này
ông là loại này, ông là ông ruồi bé bé tí tí như con ruồi này, cái đít nó có ba khoang 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 trắng đen trắng. Ây à, mày mày lau tao à? Ây à, sao nó cứ lau mặt em ấy nhỉ? Tao không sợ mày đâu. Tao biết thừa mày cắn như kiểu kiến rồi. Ma đại ca ở nhà bảo tao thế rồi nhé. Đây là con này nó cắn như kiến hay gì? Thừa. Nào, cắn nó đi. Cắn tao đi. Cắn nó đi nó à. À, đây tao đây. Ui ui. Đấy, tiền sạch đã. Đấy, một con đây là ông mật nè, ông ruồi nè, còn một con to gấp 4-5 lần này cơ. Đó là con ông quái, nó dai lắm, dai à, mà nó cắn nó hăng lắm, nó không như bọn này đâu. Ui, căng nắp rồi mọi người, căng nắp là tức là nhiều mật lắm. Ấy. Ui, căng nắp này. Đầy nắp chưa? Sắn vào này. Ui cha. Oh my god. Ngọt thế. Nó giống cái bọn ông khoái ấy, nó không như kiểu là cái ông mật đâu. Ông mật thì nó ngọt, kiểu ngọt gắt người ta nuôi đường ấy, người ta cứ bảo là mật nhãn, mật nhiều các kiểu, mật mùa nào mà nó ít hoa hay là trái vụ vẫn còn sót mật mùa nhãn ấy. Ta ăn mật ông đường, người ta thật chán chán mật ông này này, người ta đây là nó đi tự kiếm ăn từ hoa ấy, các thứ ở quanh này, nó ngọt nó thơm kinh khủng luôn. À, vén nhau phát nữa lấy chín mật nữa tiết độ ngọt cho mình xem. Cắn tao nó không làm gì mày đâu, không động chạm đến nhau đâu. Ui. Gì ra? Cắt vải cho Maca ăn với. Mà lại cay nhát chết đấy mà. Ấy da, cái động lắm. Anh ơi, cho em cái khác đi. Cái này cành này nó to không cắt được đâu. Kìm á, có cái kéo cắt cây không? Không, anh vào đây mà xem này. Cho nặng này. Ui này, đây này. Để cắt được. Để nếu mà để em lấy lửa em cắt nhá. Cháu phải phục thù cái con này. Mày đứt tao à? Tao chơi chơi rồi mà nó đứt thật. Mày tao cho mày một cơ hội sống, mày không sống tao cho mày cho mày chết. Người xem mau để chuẩn bị đốt lại này. Đốt mày đau lắm. Anh lừa em là nó không đốt nha. Đâu, nó đốt em điếng mà. Không đau đâu. Nó đốt như nướng mà. Ui.
Cháy khói rồi. Cháy khói chưa? Vâng. Cháu phát nữa rồi xay nhé. Xay hạt luôn rồi. Cháu nó phê luôn. Phê lên hình. Đau quá. Chưa chưa gặp tụi ông ruồi nào mà to như này. Có. Không cắt được em nhờ chú Đạt. Đừng để ở ngoài đấy mà mồm. Vào đây, nó đốt chưa? Thấy khó rồi, cắt được rồi. Mày làm đốt tao nhé. Để cắt ra. Cắt đi. Nào quá. Chú ra đây. Cắt xong thì nó bảo là cháu cắt nha. Chẳng để người không có mắt đấy cả cười cháu chết đấy. Chú. Ôi. Cháu sắc quá. Cháu cùm quá. Vẫn gãy mệt. Cắt cành trong cho đi đúng. Từ từ, em cắt phải từ từ. Không, quay đường, quay đường đây. Còn tôi nó đưa quay đường đây. Cắt đi. Đừng vào. Đừng vào mà. Đưa đây. Chú cắt dâu ria thôi chẳng hạn. Cắt được đây. Cầm cả thế. Chú cắt ra ngoài một gãy. Kẹp cùn quá. Cầm được mà. Nó không đốt đâu. Cầm kéo được. Trời ơi, anh thấy em kinh khủng không? Quay tủ này đang mật nhiều. Đây em bị đốt vào đây bắt đầu sưng rồi. Đây. Ừ. Đấy, thấy chưa, tao bảo rồi. Mọi người thấy tổ ong này nó phê không? Cái ong, cái loại ong này nó mang tên ong ruồi. Thế nên là nó to hơn con ruồi một tí thôi. Mày. Ăn ong mày, không? Mày, vào đấy. Bây giờ anh em mình sẽ vào thưởng thức cái món này nhá mọi người nhá. Đi. Đây. Không biết còn con chú không anh nhỉ? Đấy, đây nhá mọi người nhá. Mau để mày vạch nó ra xem nào, xem tìm xem có con chú ở đâu không? Xuống đây. Đấy, xem con chú ở đâu không? Cái đâu? Ong này được cái nó lành tính mọi người. Ấy là buộc con chúa lại cho nó bay nhỉ? Lấy cái chỉ xong buộc lại. Tìm thấy á. Đấy nó đang cắp mật đi kìa. Đây. Không à. Lấy con dao. Mày lấy con dao con đây. Bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức cái món này nhá mọi người nhá. Con dao làm gì? Không, để lấy khều lấy con chúa anh. Không, lấy con dao để cắt mật để ăn luôn ấy. Nó tiêu líu ghê nhỉ? Tiêu líu đều chắc nhau. Đấy. Mày vớ cả nắm luôn. Nó không đốt đâu. Khéo nó đang bấu vào con chúa. Con chúa đằng trong này. Cho đây xem từng đoạn một xem. Thôi. Thôi để đấy, để ăn mật, thử thức mật, món mật đã. Ăn thèm phết rồi đấy. Ông Mạnh ơi. Anh ơi xem ra đây nó không đốt nữa nhỉ. Ở trong kia nó ăn lắm. Nó thấy tao nó làm gì làm đốt. Hay thế nhỉ. Chẳng là thấy anh hôi quá. Ôi anh cướp đi mày lúc đấy. Ôi hôi nách cái thằng chị ong mật. Đấy. Đâu, lấy con dao cho anh, lấy con dao với con bia đây. Đấy. Nóng rồi. Đấy, hôm nay sẽ có cái món ăn ở đồng quê luôn. Ông Mạnh có dám thử món này không?
Đấy, đấy tao là làm thử miếng. Đây, làm ấy. Làm mày à. Đây nhá, mày sẽ tách cái thử cái phần mật của nó xem thế nào nhá. Nào mày tránh nhá. Nào đấy. Chỗ nào nhiều mật nhất nhỉ? Đấy, thấy chưa? Ui. Ui. Nó chảy mật này. Ui đấy. Ui. Ui ui, chảy mật đấy. Ui ui, chấm 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 bánh mì vào đây. Chấm 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 chấm. Đây, lấy đây, chấm vào. Thế. Ui, mật nó này. Ui rồi rồi rồi. Còn chưa. Ấy ui, giỏi mật, giỏi mật. Giỏi mật. Ui. Ui, mật nó thơm lắm mọi người ạ. Mật. Mật kinh khủng. Ui. Chị thế. Rồi hết mật, ba viện có thử món này không? Không dám thử món này à? Ông bà sợ nóng không dám thử. Video này mọi người không nên học theo anh em mình nhá. Nhất là các bạn nhỏ thấy tổ ong tránh xa ra nhá. Không được à. Không được thấy tổ ong mà vào lao vào bắt như anh em mình là chết đấy. Nó đốt rất là đấy, là như khi anh em mình có kinh nghiệm 30 năm rồi ấy, thì nó khác. Con thằng này mình vừa dạy nó kinh nghiệm vài năm. Nó mà vào nó chơi em luôn. Ui. Ui. Cắn một phát ngọt. Bà ăn không? Anh ơi. Vào đây. Anh phải lôi ra cắn luôn. Ngon. Cắn là ngon đấy. Cắn ngon đấy. Nhưng mà ngọt. Ngọt nhưng mà nó ngon, nó nguyên chất. Cảnh báo lại một lần nữa, mọi người không nên học theo anh em mình nhá. Cái video này nó tút xuống, tút xuống. Em giúp đỡ anh tút đi. Đó. Video này là một video anh em mình có kinh nghiệm từ các chuyên gia bắt ong rất là lâu rồi. Anh cắt đâu em cái lá chanh nữa. Cái gì? Em cắn. Đây. Cái kéo đâu nhỉ? Kéo đâu rồi? Ôi trời ơi, nhìn cái bông mật mà đầy ong này, nghe hưng phấn lắm rồi ạ, cảm giác vừa ăn vừa sợ ấy. Nhưng mà thế này nó mới thú vị, tại vì biết bọn này nó không cắn mình rồi, cắn cũng chẳng đau, cắn cũng tốt mà, tốt cho sức khỏe. Mọi người phải phân biệt đâu là ong ruồi, đâu là ong mật, đâu là ong khoái. Ong khoái nhá, thế nên là không học theo anh em mình được đâu nhá. Ui. Ê, giờ cái cay không đuối, nó lắm. Đấy, lấy lắm mật quá. Rồi hết mật, rồi hết mật. Ngọt quá luôn rồi. Ngọt khé luôn. Để anh cái bát tô nhá. Ngọt. Mình nhai hết mật đi. Nó ngay một đoạn. Như kiểu ngá cao su ấy, là sáp mà. Sáp nó rồi. Cái sáp ăn nó bùi mà. Ngọt thế. Ngon lắm, em giữ đồ anh mật chốm. Giữ gì? Hay là bây giờ tách mật ra nhá. Tách ra. Thử xem nó được nhiều mật không nhá. Anh lấy cái chả anh kêu á, cái kia á. Không, nhưng mà bây giờ mà tách mật phải tìm xem con chuối ở đâu đấy nhỉ. Hay là cái đĩa, hay là cái chậu ấy, là cái chậu to à. Chắc chắn là nó rơi đúng không? Nếu mà có chuối còn ở đây á. Chậu à? Du rồi. Hay rổ. Rổ ấy. Lấy cái rổ, lấy cái chậu. Ngọt quá, mình thì không thiên về ngọt lắm. Đây này, nó nhiều mật đến mức gọi là nếu mà anh em mình cắt một phát là nó sẽ chảy dọc con dao này. Đấy, thấy chưa? Úi giời. Mật đấy. Mật đấy, thôi nó chảy ấy. Thế nên là rất là phí rồi. Thế là mình sẽ mật này mà pha nước đá đi. Ăn hết dầu luôn này ạ. Ngọt lắm. Pha bia thì sao nhỉ? Mật ong bia. Anh uống bia kèo nào đấy ấy. Hả? Trời. Ngọt thôi rồi. Nào. Ui, chậu gì?
gì đấy? Đấy, đấy rồi. Chậu này ông chậu xà phòng. Xanh cái gì? Rửa, rửa. Để vào rửa nhé. Rũ, rũ bỏ và rủ. Mình sẽ tìm con ong chúa nhá mọi người nhá. Cái kéo của anh rồi. Mình sẽ tìm con ong chúa. Làm quá. Tìm con ong chúa cho mọi người xem nhá. Mày đâu rồi? Chắc đâu trong được. Trong cầm lấy cái cánh nó nhá. Chắc đâu trong được. Đây. Đừng để nó bay mất. Lấy cái chì. Hả? Lấy chì. Bắt nó lại. Nó bay được không? Đúng. Quên. Con ong chúa này không bay được. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Mày à chúa. Đấy, con ong. Ấy. Ấy. Thôi. Ôi, nó bay mất rồi. Chúa ơi là chúa. Mày bảo nó không bay. Thôi. Đâu rồi? Bay mất tiêu. Trời. Phí mất tổ ong không? Phí nhỉ. Tức là cái giống ong này ấy, khi mà bắt được con chúa giữ nó lại thì tất cả đám ong này nó sẽ ở lại nhá mọi người nhá. Còn không là nó sẽ... Cánh nó ngắn thế mà nó bay mà nó bay thấp nhỉ? Nó bay thấp. Xem nó rơi. Bây giờ anh em mình sẽ tách mật thì... Tại vì tổ ong này đường nào cũng hỏng rồi. Anh em mình định tách mật xong để giữ lại con chúa ấy. Nhưng mà rất tiếc là... Giúp mẹ nó đúng không? À. ui. Mẹ nó giáng rồi. Ấy, hay là để mà giáng. Ui, hay là để giáng này. Đây. Lấy cái gì úp lại. Lấy cái gì úp. Ấy từ từ. Lấy cái gì úp nó lại. Giáng. Mày à vừa ấy. Đây, bắt nốt xuống. Vâng, kệ. Tí nữa bọn cháu đấy xong. Ấy đừng nhẹ thôi, nó bay hết. Tí nữa mình sẽ bắt cái con già này cho xong rồi rang cho Mao Đệ ăn nhé mọi người nhá. Ngon đấy. Đây, phủi nốt xuống đi. Người ta bảo là, ôi anh ơi. Phủi nốt xuống đi. Thế con... em có một liều thuốc bổ người rồi. Ui ôi. Đây là cái phần phấn hoa này. Phấn. Em cho em xin miếng phấn. Phấn đó này. Bây giờ nhá. Phấn hoa. Cái này là cái ngon nhất này. Giờ thế. Mày, chiên giòn cho mày ăn nhá. Béo lắm. Ngấy lắm. Chiên giòn cho Mao Đệ ăn nhá, sẽ úp vào đây. Anh bỏ ra để em thử vào. Chiên giòn. Đấy. Quỳ. Này. Đấy. Còn cái món này sẽ bắt ra lấy mật để chữ lại nhá mọi người nhá. Vì ăn cái mật ong này nó bột, nó chưa kịp thành mật ấy. Cái này nó không như mật ong nuôi đâu, mật ong rừng này nó không phải rừng nhưng mà nó thuộc típ rừng ấy, tại vì nó ở hoang dã mà, thiên nhiên mà. Đấy. Nhưng mà nó sẽ ngon hơn ong nuôi rất là nhiều. Xong tí nữa là cái khăn mà lọc nữa. Ui cái này bỏ đi. Không còn nó bị đấy. Bị gì? Bỏ mồm. Mọi người đã thấy bát ong như này bao giờ chưa? Anh đừng vắt cái phần xa. Phần phấn nó ấy. Sao? Nó cứ bột. Kệ, không lấy mặt mà. Ui. Mật ong là một loại thực phẩm không bao giờ thiêu nha mọi người. Ngon kinh luôn. Không bao giờ thiêu luôn. Và tích trữ được rất là nhiều năm. Trừ cái loại mật ong nuôi mà cho ăn đứa ngân điếc thì không tính. Thế nhỉ, con kia sao mà nó bay được nhỉ? Thế mà người ta bảo nó không bay được nó hay dụ. Yêu trời nó không có cánh ấy. Mà nó bay thấp nhỉ? Bay thấp. Tèo. Bình thường là nó không bay được đâu, tự dưng nó bay mất. Đâu hả? Đâu không? Không, con chúa cơ mà. Rơi thì ông nhìn vào mắt. Đáng nhẽ ra ấy, anh em mình chỉ lấy cái tầng mật này thôi.
xong rồi sẽ giữ lại cái tổ ong treo vào đây hoặc treo vào góc khuất khuất ấy, nó có con chúa là nó sẽ hình thành lại và nó sẽ lại làm mật cho anh em mình tiếp, nhưng mà nó bay mất rồi, rất là tiếc cái điều đấy. Thế bây giờ anh em mình sẽ phải đấy, được chừng đầy mật nhé mọi người nhé. Chỗ này khoảng được 300ml. Anh thử cái con ong non không? Ăn đi. Non này không bách được nhỉ, nhỏ quá. Ong này nó nhỏ, nếu mà ong khoái thì bách được. Ong khoái là cho vào cái nồi ấy xong đun lên, thế là cái sáp nó chảy hết là còn lại con ong. Lọc nhiều lần thì nó mới hết sáp được. Đấy, chỗ này thì anh em mình sẽ pha nước đường chanh. Còn bây giờ mày ăn cái hạt mà thôi, thả nó ra nhé. Thả nó ra để cho nó đi tìm con chúa nó làm lại tổ. Ừ. Gãi anh gãi lên cây. Cầm cái này. Sẽ thả nó ra để cho nó đi tìm con chúa, đáng nhẽ chỉ lấy phần này thôi, phần này còn để cho nó làm tiếp ấy, nhưng mà con chúa nó chạy mất rồi. Đấy. Đi đi em. Nào đi đây. Đi tìm chúa đi. Nào. Đi tìm chúa đấy. Đi tìm chúa đi. Anh đừng chóc nó dính nước, nó bay được à? Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại anh em mình một like, một share, một đăng ký kênh Ấn Trung bên cạnh nhá. Và mình nhắc lại một điều nữa, đó là cái clip này là một clip được thực hiện bởi chuyên gia Lê Mạnh Cường và Nguyễn Văn Dũng, Mao Đệ Đệ nhá. Mình là còn... phó chuyên gia. Còn ai, tất cả mọi người và đặc biệt là các bạn trẻ nhỏ không được học theo anh em mình đi chọc tổ ong, bắt tổ ong nhá. Vì mỗi loại ong nó khác nhau. Thứ nhất là ong bầu nó cực kỳ nguy hiểm đấy. Nếu mà chọc đến tổ ong bầu là nó đốt còn nhập viện luôn đấy. Như ong này nó chỉ đốt nhói nhói thôi. Tại vì con này nó bé hơn con ong mật rất là nhiều. Con ong mật cũng khá là nguy hiểm. Nói chung là thấy tổ ong không được động vào. Phải có kinh nghiệm 30 năm như mình thì cứ thoải mái. Chào tất cả mọi người nhá.